Chào mừng quý vị và các bạn đến với blog tin Thi Thi. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có được những giây phút trải nghiệm thú vị với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với một tin nóng trong ngày. Bắt đối tượng truy nã 26 năm, được bầu làm công an viên cho sống gương mẫu. Trong quá trình chạy trốn thì Nguyễn Văn Kế đã chấp hành nghiêm túc các quy định và luôn hòa đồng, gương mẫu, nhiệt tình tham gia các hoạt động của địa phương nên được bầu làm công an viên. Ngày 10 tháng 9, Tổ truy nã Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã dẫn giải 6 đối tượng về Nghệ An để bàn giao cho các đơn vị liên quan. Trong đó thì Nguyễn Văn Kế sinh năm 1967 trú tại xã Nghĩ Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An là đối tượng trốn truy nã 26 năm qua. Theo hồ sơ vụ án thì năm 1993, Nguyễn Văn Kế phạm tội hủy hoại công trình an ninh quốc gia và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Sau khi gây án, Kế bỏ trốn khỏi địa phương, đi vào khu vực Tây Nguyên. Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử đồng bọn của Kế. Do đối tượng này bỏ trốn nên cơ quan chức năng đã tiến hành truy nã. Trong suốt những năm qua, lực lượng chức năng đều đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm phối hợp vận động gia đình, xác minh các mối quan hệ của gia đình đối tượng nhưng không có kết quả. Bằng các biện pháp nghiệp vụ thì vào cuối năm 2018, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện ra tung tích của Nguyễn Văn Kế. Đầu tháng 8 năm 2019, sau khi xác minh được đối tượng đang lẩn trốn tại Esut, tỉnh Đắk Lắc, Phòng đã xác lập chuyên án 967T để truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Kế. Theo lực lượng cơ quan công an địa phương thì quãng thời gian sinh sống tại đây, đối tượng đã lên lấy tên là Nguyễn Duy Thành và đã lấy vợ sinh con sống như một công dân bình thường. Đặc biệt là thành sóng hòa đồng, luôn gương mẫu nhiệt tình tham gia các hoạt động địa phương. Cũng vì vậy, y được bầu làm công an viên trong thời gian dài. Vì vậy mà khi tổ truy nã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Kế, đã khiến cho nhiều người vô cùng ngỡ ngàng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng những thông tin trên hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ chúng ta có thể nhắn tiếp vào đây xem thêm một số thông tin khác chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau